Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Hằng của mình. Hẳn là các bạn cũng sẽ đều thắc mắc là tại sao mà hàng Mỹ lại có chữ, lại có cái mark ấy, Made in China. Và hàng Mỹ mà có cái mark Made in China đó có phải là hàng giả, hàng nhái hay là hàng kém chất lượng hay không? Và chúng ta có nên mua hàng Mỹ mà có chữ Made in China hay không? Thì trong thời gian gần đây thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi từ các bạn mà nhờ bên mình mua hộ là những câu hỏi tương tự như vậy. Bởi vì có sẽ có một số shop thì các bạn mới tìm hiểu ấy, mới kiểu tìm hiểu về việc săn sale hay là buôn bán hàng từ Mỹ về Việt Nam, nên là các bạn ấy cũng có những cái thắc mắc này. Thì ở trong video ngày hôm nay mình sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc. Đầu tiên đó chính là các bạn cần phân biệt rõ hàng Mỹ và hàng được sản xuất tại Mỹ khác nhau như thế nào. Thì hàng Mỹ đó chính là hàng được mua từ Mỹ hay là được nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam. Còn hàng được sản xuất tại Mỹ đó chính là các bạn hiểu kiểu như là hàng được gia công và sản xuất ngay tại nước Mỹ ấy. Và nếu như mà các bạn tìm hiểu thì các bạn sẽ thấy là chỉ có 15-25% các mặt hàng được bày bán ở Mỹ có Made in USA thôi, còn lại thì sẽ được sản xuất tại nước thứ ba. Và hàng Mỹ thì có thể là hàng được sản xuất tại Mỹ hoặc là hàng được sản xuất tại nước thứ ba. Và tại sao lại có nước thứ ba ở đây thì mình sẽ ngay sau đây mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Nếu như mà các bạn đã từng làm order hay là từng mua hàng từ bên Mỹ về Việt Nam thì các bạn để ý sẽ thấy là đa số các mặt hàng sẽ có Made in China, Made in Thái Lan, Made in Mexico hay là có cả Made in Việt Nam nữa. Nếu như các bạn là tín đồ của Puma hay là Adidas ấy, thì các bạn nếu mà để ý cái mark ấy, thì các bạn cũng sẽ thấy xuất hiện khá nhiều đa số ấy, là Made in Việt Nam này. Và các bạn lại thắc mắc là thế sao sản xuất tại Việt Nam mà mình không mua tại Việt Nam mà tự dưng lại mua một vòng ở Mỹ? Chắc là sẽ có bạn sẽ đặt ra câu hỏi đấy đúng không ạ? Mình cũng đã từng đặt ra câu hỏi đấy. Nhưng mà Việt Nam không được phép bán Puma hay là Adidas ở tại nước Việt Nam đâu. Mà sau khi mà gia công xong hay sản xuất xong ấy, thì đều phải trao trả lại về bên Mỹ hết. Và mình vẫn chưa tiếp tục quay lại cái câu hỏi là tại sao hàng Mỹ mà lại Made in China. Câu trả lời rất đơn giản, đó chính là những sản phẩm đó được sản xuất tại Trung Quốc thì nó sẽ có cái mark Made in China. Và hầu hết các thương hiệu lớn hay là tập đoàn hay là các hãng lớn ở Mỹ, họ đều đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc để giải quyết cái bài toán nhân công. Nếu như mà các bạn có người thân, người nhà, người quen hay là tìm hiểu một chút về bên Mỹ thì các bạn cũng sẽ biết là cái nhân công ở Mỹ khá là cao. Mình tìm hiểu thì hình như là 10 đô trên một giờ hay sao ấy, khá là cao, cộng với cái thuế nhà đất ở Mỹ cũng kiểu khá là cao ấy. Thế nên là cái giá sản phẩm độn lên rất là cao. Và khi đấy bạn tưởng tượng là một sản phẩm mà mình sử dụng giá nó cao như vậy thì cái thương hiệu hay cái hãng đấy họ không thể nào cạnh tranh được với những cái đối thủ cùng ngành, hay là không thể nào đáp ứng được nhu cầu cho đa số người tiêu dùng. Vậy mà Mỹ đã chọn một nước thứ ba có nhân công rẻ và tiêu biểu nhất đó chính là Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc có cái quy trình kỹ thuật và cái quy mô kinh tế khá là lớn, đáp ứng được cái yêu cầu của bên Mỹ. Ngoài ra thì Mỹ, một số những cái thương hiệu lớn ở Mỹ cũng sẽ đặt nhà máy sản xuất tại các nước khác ngoài Trung Quốc, ví dụ như Việt Nam, Thái Lan, Mexico hay là nhiều các nước khác. Các bạn tìm đọc thì các bạn cũng sẽ thấy. Và câu chốt cuối cùng là tại sao hàng Mỹ mà lại có Made in China, thì câu trả lời ngắn gọn đó chính là họ muốn giải quyết cái bài toán nhân công để cho giá cả của sản phẩm phù hợp với hầu hết người tiêu dùng và có khả năng cạnh tranh với những đối thủ cùng ngành.
Vậy tiếp theo thì các bạn lại thắc mắc là hàng Mỹ mà made in China như vậy có phải là hàng giả, hàng kém chất lượng hay là hàng nhái hay không? Thì câu trả lời đó chính là không. Bởi vì thông thường những thương hiệu lớn hay tập đoàn lớn ở Mỹ khi mà đặt gia công tại nước thứ ba thì thường họ sẽ chính họ sẽ là người đưa ra những cái bản thiết kế hay là những yêu cầu về vật liệu, yêu cầu về sản phẩm rất là cao, và yêu cầu nước thứ ba phải đáp ứng được những cái yêu cầu đó của họ. Và có một số, thậm chí có một số những cái thương hiệu hay những cái hãng ở Mỹ họ còn cung cấp luôn cả nguyên vật liệu ấy, còn bên nước thứ ba, nước sản xuất ấy chỉ việc gia công thôi, không làm một cái gì khác cả đó. Và cái thứ hai, lý do thứ hai đó chính là khi mà đã gia công hoàn thành sản phẩm thì bên Mỹ họ sẽ có kiểm định hay là kiểm nghiệm lại rất là chặt chẽ cái chất lượng của sản phẩm. Nếu mà sản phẩm không đạt yêu cầu thì họ cũng sẽ không bày bán trên thị trường của Mỹ. Và tất nhiên là nước thứ ba sản xuất gia công đó cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất là lớn đó. Do vậy các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà mua hàng ở bên các thương hiệu hay là các hãng hay là các web uy tín từ Mỹ. Và cũng có bạn thắc mắc là những hãng lớn, tập đoàn lớn ở Mỹ họ đặt nhà máy ở nước thứ ba như Trung Quốc như vậy thì tại sao không để là made in USA? Thì mình sẽ trả lời luôn cho các bạn, đó chính là theo quy định thì sản phẩm được gia công tại nước nào sẽ được in mark made in tại nước đó, không thay đổi được điều này. Tuy nhiên thì như vừa mình nói ấy, đã được bán trên thị trường Mỹ thì dù made in ở đâu thì cũng không quan trọng, bởi vì đều là hàng chính hãng và hoàn toàn đạt chất lượng cao thì mới được bày bán trên thị trường của Mỹ. Và có một số bạn mình biết sẽ thắc mắc là tại sao mà hàng cũng là made in China nhưng ở Mỹ thì lại chất lượng cao như vậy, còn ở Việt Nam thì không thể nào chấp nhận nổi. Nếu như mà các bạn cũng sẽ giống như mình thôi, cũng đã từng mua những sản phẩm có made in China và về thì sử dụng được một hai lần hoặc là không sử dụng được, làm rẻ lau luôn, hay là làm, nói chung là đại loại là chất lượng rất là kém, bởi vì ở tại Việt Nam không hề có những cái khâu kiểm định hay là kiểm nghiệm chất lượng chặt chẽ hay là sát sao như ở bên Mỹ, mà kiểu cứ nhập vô tội vạ về xong rồi kiểu không, cứ hàng giả hàng nhái tràn lan cả, không biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng nữa. Thế nên là mọi người hoang mang cũng là đúng rồi ạ, ở trên thị trường Việt Nam thì rất là hoang mang. Vậy câu chốt cuối cùng là chúng ta có nên mua hàng Mỹ mà có mác made in China hay không? Thì câu trả lời đó chính là có. Lý do để mình đưa ra câu trả lời chắc chắn là có, bởi vì lý do thứ nhất đó chính là giá cả hợp lý. Như vừa nãy mình nói, khi mà được sản xuất gia công tại một nước thứ ba thì giá cả sẽ được hạ xuống rất là nhiều. Do đó giá cả cũng rất là phù hợp và hợp lý đối với nhiều đối tượng tiêu dùng. Nếu như mà chúng ta ở Việt Nam mà chúng ta đam mê sử dụng hàng hãng, những hãng ở Mỹ, thì các bạn có thể săn sale và mua hàng từ Mỹ về Việt Nam để sử dụng, giá cả cũng rất là hợp lý thôi, không hề đắt đỏ đâu ạ. Mà lại hàng hoàn toàn là hàng chính hãng, chất lượng cao nữa. Thứ hai đó chính là như vừa mình nói thì rõ ràng hàng dù có made in China hay made in gì đó thì đều là hàng chất lượng cao, bởi vì đã qua sự kiểm định, kiểm soát chặt chẽ của Mỹ thì mới được bày bán trên thị trường hay là các trang web lớn hay là các thương hiệu của Mỹ như vậy. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà mua ở trên những web hãng uy tín hay những web uy tín của Mỹ. Và lý do thứ ba đó chính là khi mà mua hàng ở Mỹ thì các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng đổi trả khi mà bạn gặp bất cứ vấn đề nào về hàng hóa. Họ có kiểu các nhân viên chăm sóc khách hàng ấy, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp để có thể hỗ trợ tư vấn bạn hoặc là hỗ trợ đổi trả hàng hóa cho bạn. Nếu như các bạn ở Việt Nam thì các bạn cũng nên cân nhắc, hiện tại thì cũng có rất nhiều những công ty nhận vận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam hoặc là ngược lại từ Việt Nam về Mỹ đó. Thì các bạn nếu mà muốn đổi trả thì các bạn có thể nhờ những công ty đó vận chuyển ngược lại về Mỹ và hỗ trợ giúp bạn trong cái việc đổi trả. Nếu như mà sản phẩm chi phí thấp ấy
thì các bạn có thể suy xét cái việc có nên đổi trả hay không, bởi vì có thể là cái phí vận chuyển từ Việt Nam ngược lại Mỹ nó sẽ khá là cao, mà nhỡ may mà nó cao hơn cái giá trị sản phẩm thì thôi. Mình sẽ xử lý theo cách khác, có thể là nhờ web, tùy web ấy, có thể có web sẽ ship bù, có thể có web không. Đó, thì chúng ta sẽ tùy hướng giải quyết trong những trường hợp cụ thể. Bởi vì khi mình ở Việt Nam ấy, thì cái việc đổi trả nó sẽ khó hơn. Nếu như các bạn ở Mỹ thì các bạn cái việc đổi trả rất là dễ dàng. Và điều đặc biệt quan trọng đó chính là nếu các bạn tự có thể săn sale và mua được hàng từ Mỹ về Việt Nam, ví dụ là nhờ người nhà mua hộ xách tay về, hoặc là tự các bạn mua ở trên các web hãng về đó, thì mình rất là ủng hộ. Và nhưng mà cái trường hợp mà các bạn không thể nào tự mua được mà nhờ một bên mua hộ nào đấy, thì cái rất là quan trọng đó chính là bạn cần phải tìm được một bên mua hộ rất là uy tín, đặc biệt là các shop bán hàng, mua hàng với số lượng lớn thì các bạn phải tìm được một bên mua hộ rất là uy tín. Bởi vì sao? Nếu như mà bên mua hộ của bạn không uy tín thì thứ nhất, bạn có thể bị mất tiền. Thứ hai, bạn có thể nhận được những hàng kém chất lượng mà không phải hàng từ cái web Mỹ đó về, mà là một hàng kiểu trôi nổi ở đâu đó ấy. Đó là rủi ro mà các bạn có thể gặp phải nếu như mà trường hợp gặp phải một bên mua hộ không uy tín. Vừa rồi thì mình đã giúp các bạn giải đáp thắc mắc là tại sao hàng Mỹ mà lại có Made in China, Made in Việt Nam, Made in Thái Lan, Made in vân vân. Đó, thì bây giờ các bạn có thể tự tin để sử dụng những sản phẩm mà có hàng Mỹ mà có Made in không phải ở Mỹ chưa ạ? Và điều quan trọng đó chính là cái bên mà mua hộ cho bạn có uy tín hay không. Còn cái việc mà hàng hóa được mua từ trên các web Mỹ hay các thương hiệu của Mỹ thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Và nếu như mà các bạn là những shop mà muốn săn sale hay là muốn kinh doanh bán hàng những mặt hàng từ Mỹ về Việt Nam, thì các bạn có thể liên hệ với Beauty 365. Bên Beauty 365 sẽ hỗ trợ cho các bạn và mua hộ cho các bạn các sản phẩm như là mỹ phẩm, quần áo, giày dép, kính, đồng hồ rất là nhiều. Và những bên chuyên mua hộ thì họ cũng có thể có những cái cốt giảm giá riêng ấy. Và mình sẽ săn những cái đợt sale sâu từ hãng hay từ các web uy tín, sau đó thì kết hợp với những cốt giảm giá như vậy thì giá rất là tốt. Khi mà về Việt Nam thì các bạn bán cũng sẽ rất là hời đó. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Hy vọng video này sẽ có ích và giải đáp được phần nào thắc mắc lớn cho những bạn chuẩn bị hay là tìm hiểu về săn sale hay là order kinh doanh hàng từ Mỹ về Việt Nam. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn like để ủng hộ cho mình có động lực để làm những cái video tiếp theo. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt.